chào mừng các bạn đến với kênh cờ tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn ba ván cờ tuyệt hay. Nam Phương Công Tử lại Lý Huynh đại chiến trên đấu trường Thiên Thiên Tường Kỳ với ba ván cờ phế xe tấn công rất đẹp mắt. Mời các bạn thưởng thức biên bản ván 1 khởi mã cuộc phế xe kinh hoàng.
吃鸡 将军 吃 将军，吃。 将军 再将 将军出马 吃
吃 将军车马 吃 将军 将军出炮 吃 吃 将军
吃 将军 再将 将军 持续 持续 破事 吃
Chú Sáu Tấn Một, Chiếu Tướng Sát Cục. Mời các bạn xem tiếp gian 2, Diệp Thiếu Phong gửi mã cuộc phế xe kinh điển.吃
吃。 将军。 主峰。 吃。吃鸡。 将军成居。
Chuji. Chuji. Tại đây, nếu đỏ chơi xe 3 bình 5 để bắt hai quân, thì lập tức đen sẽ chơi mã 5 thối 7, đang dọa chiếu tướng sát cục. Cho dù đỏ có bình pháo ra, thì đen sẽ bước mã chiếu tướng, bắt chết xe đỏ. Đến đây với lộ lực lượng lỗ hai quân thì không thể nào chống đỡ được. Chúng ta quay lại hình cờ thực chiến. Sure. Giờ đến đây, Diệp Thiếu Phong đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 3, Nhậm Sen, pháo đầu tam binh, phế xe kinh hoàng.
吃鸡。吃。吃。吃。吃。
吃 吃鸡 吃鸡 吃 吃
将军。 将军。 Pháo 5 bình 4, chiến tướng sát cục. Các bạn vừa thưởng thức 3 ván cờ tuyệt hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.